Dù được đánh giá là đột phá trong góp ý cho quy hoạch Hà Nội, thế nhưng ý tưởng loại bỏ nhà thấp tầng nằm trong khu lõi của thủ đô của nhóm chuyên gia Đại học Luật Hà Nội đã vấp phải một làn sóng tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng đây là ý tưởng thiếu thực tế, thậm chí viển vông. Với các đặc điểm năm thành phần lớn, khu phố cổ Việt truyền thống, khu phố Pháp, các làng cổ, quỹ kiến trúc dựng sau năm 1954 đến nay, các khu vực cảnh quan thiên nhiên văn hóa, các đặc trưng của đô thị Việt Nam là từ làng lên phố, nơi có hàng triệu người dân ở. Theo nhiều chuyên gia, thì việc xóa bỏ nhà ở thấp tầng trong khu vực nội đô để xây chung cư là điều không thể và đi ngược với định hướng phát triển đô thị thủ đô từ trước đến nay. Cho nên để làm tốt, muốn cải thiện cái này, không phải là chúng ta phá nhà để xây chung cư. Nhà nước không có đủ nguồn lực làm cái đó. Còn lại, hiến pháp quy định, người dân có quyền sở hữu tài sản có, mà nhà ở là tài sản, chứ không phải tiêu sản như nhà chung cư. Chung cư là tiêu sản, nhà ở là tài sản. Cho nên để làm được việc này, để cho Hà Nội phát triển hiện đại thì chúng ta phải lập quy hoạch chi tiết từng phường. Trên cơ sở một cái quan điểm tôi cho rằng đây là hoàn toàn không thực tế và phải nói rằng là chưa hiểu thấu đáo về quá trình đô thị hóa, quá trình phát triển đô thị. Đô thị bao giờ chúng ta luôn nói nó là một quá trình có quá khứ, hiện tại và tương lai. Đô thị nó minh chứng cho rất nhiều các giá trị của con người, của nhân loại. Đô thị là một sản phẩm của văn hóa. Chúng ta không thể phủi tay. Các chuyên gia cũng cho rằng muốn phát triển đô thị hiện đại phải có sự kết hợp hài hòa đa dạng các loại hình nhà ở. Tuy nhiên, muốn chỉnh trang phải có sự quy hoạch chi tiết, từ đó mới quy hoạch được mạng lưới hạ tầng. Thực tế, các nhà ở thấp tầng đang tham gia vào sự phát triển nhà ở, trong khi nhiều người dân đang thiếu chỗ ở. Thế nhưng phải có sự định hướng và kiểm soát chặt chẽ từ việc cấp phép xây dựng. Nhất đối với đô thị trong nội đô Hà Nội, khi có rất nhiều di tích như vậy, thì phải có những cái hành lang khoảng cách bảo vệ các di tích. Cái này trong luật di sản là quy định rất rõ rồi. Thì xung quanh đấy phần lớn là các công trình thấp tầng, sau đó phải có những cái điểm nhấn trong công trình cao tầng. Nhưng mà như vậy có thể nói là mô hình mà nó là tích hợp, nó là định hướng thẩm mỹ để tạo nên cái diện mạo đô thị. Đứng từ góc độ mà về thị trường thì chúng ta cũng nên làm thế nào để ví dụ như là nhu cầu vẫn phải đáp ứng. Nhu cầu ở phân khúc nào nhiều thì chúng ta cho phép phát triển nhiều hơn. Nhiều ý kiến cũng cho rằng để kiểm soát công trình xây dựng riêng lẻ, Hà Nội cần điều chỉnh chức năng sử dụng đất theo quy hoạch nhằm tái cấu trúc, tái khai thác giá trị, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo hướng mở rộng dự án khu đô thị hiện đại. Bên cạnh đó, ở những nước phát triển, các nhà ở riêng lẻ trong đô thị lõi như Hà Nội rất ít. Vì vậy, chúng ta không nên học hỏi một cách máy móc mô hình quy hoạch đô thị của các nước phát triển để áp dụng cho thành phố Hà Nội. Đề xuất ý tưởng loại bỏ nhà thấp tầng, nhà riêng lẻ của khu dân cư, nhà liền kề, phân lô, bán nền trong khu lõi của thủ đô và xây dựng hệ thống nhà tầng hiện đại được dựa trên cơ chế, quan điểm, định hướng đô thị xanh, đô thị hiện đại, đô thị tiện ích, nhưng không phải loại bỏ hoàn toàn loại ở nhà thấp tầng. Đó là chia sẻ của tiến sĩ Đỗ Xuân Trọng, Phó trưởng Bộ môn Luật Đất đai, Trường Đại học Luật Hà Nội khi góp ý cho định hướng quy hoạch thủ đô. Theo chia sẻ của nhóm nghiên cứu, đề xuất này là một góc nhìn về quy hoạch đô thị. Trong bối cảnh Hà Nội có rất nhiều ngõ nhỏ, các khu vực chịu áp lực cơ sở rất lớn, nhiều tòa chung cư mini trái phép mọc lên đã để lại nhiều hậu quả đáng tiếc. Việc loại bỏ thấp tầng cần phải chốt được số lượng các hộ tại khu vực để xây dựng nhà trên nền đất sau khi đã loại bỏ nhà thấp tầng. Điều này vừa nâng cao hiệu quả sử dụng đất, vừa đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân ngày càng gia tăng và mở rộng được hệ thống hạ tầng cây xanh, công viên, quảng trường, nâng cấp được hệ thống công trình công cộng. Chúng ta sẽ loại bỏ đi tất cả những nhà thấp tầng và đưa lên những nhà cao tầng như vậy. Và chúng ta phải khống chế số lượng. Ở đây là việc xây dựng nhà cao tầng không để làm gia tăng cái số lượng dân cư. Không làm gia tăng, tuyệt đối không làm gia tăng. Không xây thêm số hộ để thực hiện việc bán lấy tiền. Không à? Đấy, mà chúng ta phải khống chế toàn bộ số lượng hiện tại. Sau đó thay vào đó là những cái tòa chung cư để thay đi được những cái nhà thấp tầng. Thì lúc đó mới tạo ra được những mặt bằng. Nếu như chúng ta làm được cái việc là tất cả những cái công trình như vậy di rời và diện tích dôi dư đó là để phục vụ chỉ cho hạ tầng, là những công trình công cộng, thì nó mới đảm bảo được cái bài toán là giảm thiểu áp lực cho hạ tầng giao thông nội đô.
Để làm được điều này, trong quy hoạch sử dụng đất, cần điều chỉnh chức năng sử dụng đất theo quy hoạch chi tiết trong khu vực nội đô lịch sử để tái cấu trúc, tái khai thác giá trị, bảo tồn biệt thự cũ, công trình kiến trúc có giá trị ở khu vực nội đô lịch sử, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất ở theo hướng mở rộng các dự án khu đô thị hiện đại. Về phương hướng phát triển hệ thống nông thôn, nên phân vùng thành khu vực nội thành và khu vực ngoại thành cùng với tư duy quy hoạch vùng lõi và khu vực lân cận đối với cả nội thành và ngoại thành. Vùng lõi sẽ đảm bảo tính văn hiến, văn minh hiện đại. Vùng lân cận sẽ đảm bảo tính hiện đại, văn minh, văn hiến. Tôi khẳng định rằng là không phải loại bỏ hoàn toàn. Chúng ta sẽ thấy rằng khu vực 36 phố phường là những nhà thấp tầng, là những con phố nhỏ. Nhưng đó là vùng lịch sử, đó là vùng để thể hiện bản sắc văn hóa của thủ đô của Việt Nam chúng ta. Và vùng đó là vùng bất khả xâm phạm. Những công trình mang tính lịch sử tuyệt đối chúng ta không được xóa bỏ. Nhưng còn lại thì chúng ta sẽ dần dần từng bước để chúng ta xóa bỏ như vậy. Và tất nhiên nó cũng sẽ có một cái khu vực vành đai nào đó. Đúng không? Chúng ta sẽ phải nhìn nhận một cái quy hoạch. 4 quận huyện thành cũ, hãy gói gọn nó lại. Còn lại là phát triển là của các huyện ngoại thành trước đây. Cũng theo ông Trọng, việc quy hoạch cần nhìn nhận trên tổng thể để xây dựng và nếu đồng thuận xóa bỏ nhà ở thấp tầng, vẫn còn nhiều nội dung cần đồng bộ và phải có thời gian. Lộ trình bắt đầu thực hiện từ vùng ven và phải có quản lý chặt chẽ, dựa trên các yếu tố về cơ sở pháp lý, nét văn hóa thủ đô và nền tảng kinh tế. Dù đã xảy ra nhiều vụ quá quạng chung cư, thậm chí gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, thế nhưng thực tế cho thấy tại nhiều tòa nhà, khu chung cư, hệ thống phòng cháy chữa cháy xuống cấp và nhiều nơi chưa được lực lượng chức năng nghiệm thu. Cư dân ở những tòa nhà này đang sống trong cảnh lo âu thấp thỏm và đang rất cần sự vào cuộc xử lý của các cơ quan chức năng. Thang máy chập chờn, lúc được lúc không. Tại đây, mỗi tòa nhà có 3 thang máy, nhưng chỉ hoạt động 1. Còn lại, thang thì bị ngắt điện, thang thì bị hỏng như thế này. Đáng nói hơn, tại một số cửa thoát hiểm của tòa nhà, cửa bị khóa nhiều tháng nay không thể mở. Đây là câu chuyện tại chung cư Mỹ Sơn, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 15-20 phút mới lên xuống được. Hoặc là có những hôm mà không có thì chúng tôi phải đi cầu thang bộ. Chẳng hạn thì cầu thang bộ tối om không có điện. Trong suốt 6 năm trôi qua, cư dân tại đây phải sống trong tình trạng mất điện do tòa nhà vẫn chưa được cấp điện lưới, chưa được nghiệm thu phòng cháy chữa cháy. Mấy bà cháu đi chợ về mà nó bị mất điện ấy, là ngoài hành lang kia là tối um. Nên mấy bà cháu là cứ phải tóm chặt lấy tay nhau dắt vào. Tổ hợp chung cư HH Linh Đàm có 12 tòa nhà với 30.000 cư dân. Đây cũng là một trong những địa điểm được đánh giá là có nguy cơ cháy nổ cao. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy đa phần đều cũ, công tác duy tu, bảo dưỡng chưa được tốt, trong khi mật độ cư dân rất lớn, nhu cầu sử dụng điện cao, nên nếu có sự cố, rất khó để xử lý. Cũng lo lo chứ, khi mà người ta làm cái nhà 41-42 tầng như thế này thì tất nhiên là cái đường điện của nó thì nó cũng phải nó khác với thiết kế độ khoảng 5-6 tầng. Chung cư mà đã đông dân đi thì sự hại nhất là cái chập điện, nó cũng chập một lần rồi. Đêm đấy là xe báo động liên tục, mà rồi người dân họ không để ý. Để nâng cao hệ thống phòng cháy chữa cháy, lực lượng công an quận Hoàng Mai cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra hệ thống phòng cháy chữa cháy, nâng cao kỹ năng cho nhân viên ban quản lý cũng như diễn tập phòng cháy chữa cháy quy mô lớn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn còn thờ ơ với công tác này. Thường xuyên là tổ chức những cái buổi mà tuyên truyền ngoài trời. Đấy, mời vận động bà con cư dân xuống để thứ nhất là được học và thứ hai là nắm được những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy. Đấy thì tuy nhiên là trong cái quá trình mà tổ chức tuyên truyền đấy thì cũng có một phần lớn bộ phận cư dân thì cũng thực sự là cũng chưa được quan tâm lắm đến công tác phòng cháy. Đấy nên là cái số lượng người mà tham gia công tác tuyên truyền thì nó cũng còn hạn chế. Theo thống kê, toàn thành phố Hà Nội hiện còn có 23 tòa chung cư chưa được nghiệm thu các hạng mục phòng cháy chữa cháy nhưng đã đi vào hoạt động nhiều năm qua. Nhiều tòa nhà chung cư đã từng bị xử phạt hành chính nhiều lần nhưng vẫn vi phạm. Thậm chí có tòa đã có quyết định tạm dừng hoạt động cho đến khi hoàn thiện các hạng mục phòng cháy chữa cháy. Rõ ràng, lực lượng chức năng cần có những biện pháp mạnh hơn nữa đối với các chủ đầu tư trong bảo đảm phòng cháy chữa cháy, tránh tình trạng mất bò mới lo làm chuồng. Đồ án quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại quyết định số 1259 ngày 26 tháng 7 năm 2011 để trở thành công cụ pháp lý quan trọng cho công tác quản lý quy hoạch phát triển thủ đô Hà Nội từ năm 2011 đến nay. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện quy hoạch đã phát sinh một số vấn đề vướng mắc
cũng như một số vấn đề chưa được đề cập tại quy hoạch chung. Để tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học cũng như các bộ ngành, vào chiều nay, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức hội nghị tham vấn Tổ công tác Bộ Xây dựng về định hướng phát triển không gian và hạ tầng đô thị, đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn 2065. Theo Tổ công tác, quá trình triển khai thực hiện quy hoạch đã phát sinh một số vấn đề vướng mắc như điều chỉnh vị trí trung tâm hỗ trợ triển lãm quốc gia, trung tâm thể dục thể thao, một số tuyến đường chính đô thị, các khu chức năng đô thị có thay đổi so với định hướng quy hoạch chung 2011, phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung 2011. Quá trình triển khai các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã có những vấn đề mới, đề xuất mới cần phải nghiên cứu, khớp nối và xem xét trên tổng thể quy hoạch chung toàn thành phố và kết nối liên vùng. Ngoài những vấn đề trên, các đại biểu nêu lên thực tế cụ thể quá trình phát triển thực tiễn của thủ đô hiện còn nhiều bất cập, ví dụ như việc xây dựng nhà ở tại khu vực nông thôn theo luật xây dựng năm 2020 quy định vẫn phải xin phép xây dựng nếu khu vực đó đã có quy hoạch nhưng hiện chưa có hướng dẫn, dẫn tới việc xây dựng tràn lan, khó khăn trong công tác quản lý và phá vỡ quy hoạch chung. Các đại biểu cũng đề nghị xem xét nội dung về 5 khu đô thị vệ tinh tại quy hoạch chung 1259, liệu có phù hợp và có cần điều chỉnh, bởi thực tế đến nay chưa có đô thị vệ tinh nào hoàn thiện và phát triển theo định hướng đã quy hoạch. Theo Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, đơn vị tổ chức hội nghị, việc tiếp thu ý kiến của tổ công tác và điều chỉnh quy hoạch chung thủ đô sẽ khắc phục những bất cập, đồng thời là cơ sở pháp lý để thành phố Hà Nội xác định các trục không gian và khu vực quan trọng để tạo động lực đột phá trong đầu tư phát triển của thủ đô trong thời gian tới. Dự kiến sẽ hoàn thiện nội dung đồ án điều chỉnh quy hoạch chung để báo cáo Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vào kỳ họp tháng 12 tới đây.